Đây là hiện trường vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 15 giờ 45 phút chiều 10 tháng 12 tại ngõ Phan Huy Chú, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên có một người đàn ông bất ngờ nổ súng vào một đám đông đang ngồi uống nước trong ngõ Phan Huy Chú, nhưng không trúng ai. Sau đó đối tượng này đã bị người dân quật ngã và khống chế. Đây là khẩu súng tự chế do đối tượng bỏ tại hiện trường. Cái ông này ông đi xe máy nhá, ông đến ông cầm cái khẩu súng ông bắn một phát không vào ai. Thế là cái người những người trong quán nước họ túm ra cái cầm răng cái khẩu súng họ đánh lại ông ấy, thì ông bị thương. Không có ai bị thương nặng trong vụ việc này. Còn người đàn ông nổ súng đã bị người dân khống chế tấn công, dẫn đến bị thương, phải cấp cứu tại bệnh viện. Vụ việc xảy ra vào ban ngày giữa đám đông nên khiến nhiều người hoảng sợ. Nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng trên đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.